Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì hãy nhớ để lại cho mình một subscribe cũng như những bình luận ý kiến của các bạn dưới mỗi video. Với những tín đồ của Tây Du Ký khi nhắc đến bốn chữ Đại Náo Thiên Cung, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tề Thiền Đại Thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Thạch Hầu thì luôn luôn một đời cao ngạo, tự hào một chuyện là đã từng đại náo thiên cung. Không những thế còn phá tan hội bàn đào của Vương Mẫu Nương Nương, trộm hết tiền đàn của Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không với bản lĩnh thần thông, một mình đánh tan 10 vạn thiên binh thiên tướng, tứ đại thiền vương Lý Tịnh, Nai Cha, lần lượt xuất trận cũng không thể nào chế phục được Mỹ Hầu Vương. Sau cùng thì Thái Thượng Lão Quân phải nhân lúc Tôn Ngộ Không đang giao chiến với Nhị Lan Thần và đã sử dụng kìm càng chát để đánh lén thì mới bắt trói được Tôn Ngộ Không. Tức là sau đó, lò bát quái không những không thể dung luyện được Tôn Ngộ Không mà còn tặng cho Hầu Vương một cặp hỏa nhãn kim tinh, có thể soi thấu vạn vật. Nếu như không mời được Như Lai thì tham vọng làm ngọc đế của Tôn Ngộ Không có lẽ đã trở thành sự thật. Tuy nhiên ngoài Tôn Ngộ Không thì vẫn còn có thêm 6 người khác đã từng đại náo thiên cung. Thứ nhất đó chính là Thanh Mao Sư Tử của núi Sư Đà Lĩnh. Câu chuyện này được kể lại trong kiếp nạn của bốn thầy trò Đường Tăng. Tại núi Sư Đà Lĩnh, khi Tôn Ngộ Không đi trước hỏi thăm tin tức một người nông phu gần đó, người này đã sợ hãi nói về chủ nhân của núi Sư Đà rằng: "Con yêu ấy gửi thờ đến núi Linh Sơn, 500 la hán phải nghênh tiếp, gửi thiệp lên thiên cung thì nhị thập bát tú cũng phải kính nhường. Bốn biển Long Vương là bằng hữu với chúng nó, bát tiền ăn uống cũng phải mời, thập điện Minh Vương coi chúng như anh em, thổ địa Thành Hoàng đều phải kính phục." Thái Bạch Kim Tình cũng sợ hãi mà rằng: "Tôi báo tiền trễ, xin đại thánh đừng phiền. Thiệt là con yêu này tài phép rất cao, đại thánh phải biến hóa tùy cơ thì mới qua khỏi. Nếu như sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ khó lòng." Sau đó Tôn Ngộ Không đã dùng phép biến hình thành tổng toàn phong và lừa một tên lâu la nói ra thân thế của Thanh Mao Sư Tử rằng: "Đại vương thần thông quảng đại, biến hóa ra cao lớn thấu trời, muốn thâu hình nhỏ lại bằng hột cải cũng đặng. Nguyên là năm xưa khi Vương Mẫu Nương Nương đã yến bàn đào, mời chư tiền phó hội mà không thỉnh đại vương. Đại vương cả giận dọa đem binh đến phá hội bàn đào, thừa dịp phản loạn thiên cung luôn thể. Chẳng ngờ Ngọc Đế hay tin ấy đã sai 10 vạn thiên binh tiến đánh đại vương. Đại vương hóa ra cự hình, há miệng muốn nuốt hết thiên binh. Thiên binh kinh hãi chạy về đóng cửa Nam Thiên Môn lại. Tiếc là đã muộn." Thành Sư hút một hơi, nuốt 10 vạn thiên binh vào bụng. Cuối cùng không biết một vị đại thần nào xuất hiện mới ép cho Thành Sư phải nhả ra 10 vạn thiên binh này. Không chỉ có Thành Mao Sư có pháp lực thông thiên từng quấy phá thiên đỉnh như vậy, ngay cả nhị đệ của hắn là Hoàng Nha Tượng cũng được miêu tả là có thần lực vô địch, mắt phụng mày tằm, nành bạc mũi rồng. Nếu như cự chiến với ai thì chỉ cần lấy cái vòi cuốn lấy thôi, thì dẫu là mình đồng da sắt cũng ắt phải chết. Còn vị đại vương thứ ba có lai lịch rất bất phàm, tên hiệu là Vân Trình Vạn Lý Bằng. Lúc bước chân thì nổi gió dậy sóng, đi đâu cũng có đem theo một món bảo bối bên mình, gọi là âm dương nhị khí. Nếu thâu người vào trong hồ lô ấy thì nội 1 giờ 3 khắc sẽ tan thành huyết dịch. Tam đại vương của Sư Đà cũng là tam đệ của Thanh Mao Sư, còn gọi là Kim Sĩ Điểu, chính là cậu của Phật Tổ Như Lai. Pháp lực so với Tôn Ngộ Không chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Sau này, chỉ với 2 lần vỗ cánh đã đuổi kịp và bắt lấy Mỹ Hầu Vương. Người thứ hai đó chính là Chư Bát Giới. Câu chuyện Chư Bát Giới từng náo loạn thiên đình tuy rất khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Đó chính là nhị sư đệ của Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới. Đa số mọi người đều biết đến câu chuyện của Chư Bát Giới vì trêu ghẹo hàng Nga mà bị đẩy xuống hạ giới làm heo. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Chư Bát Giới vốn là nguyên thống lĩnh Thiên Hà Thủy Quân Thiên Bồng Nguyên Soái, có 36 phép thiên càng, còn bá đạo hơn cả 72 phép địa sát của Tôn Ngộ Không. Tay cầm Cửu Sĩ Đinh Ba được rèn từ thần băng thiết, chính là một thứ pháp bảo rất mạnh trong tam giới. Chư Bát Giới cũng đã tự tán tụng mình rằng: "Tính ta hay lời biếng, ham chơi chẳng học hành, gặp tiền chào chánh đạo, truyền phép dạy đơn kinh, chức ngân hà nguyên soái, phong tổng đốc thủy binh. Nhóm bàn đạo nườm nượp, uống ngự tử huỳnh huỳnh, đi lạc vào cung nguyệt, sành chọc kẹo nàng quỳnh. Ngọc Hoàng giận bắt tội đầy ra khỏi thiên đình, đầu thai không nhằm nẻo, lợn rừng có chữa sinh. Lấy theo hình làm họ, trừ càng liệp thị danh." Sau khi trêu ghẹo hàng Nga, thiên đình ra lệnh bắt Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên binh thiên tướng và Thiên Bồng Nguyên Soái đã xảy ra một cuộc xung đột rất lớn. Phạm vi của trận giao tranh rất rộng, từ Nguyệt Cung cho đến Đấu Ngưu Cung. Bát Giới đã trực tiếp dùng răng nanh cắn bể cột trụ của cung Đấu Ngưu. Không chỉ có như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái còn tiện thể ăn luôn cả linh chi thảo của Vương Mẫu Nương Nương.
một thứ còn có giá trị hơn cả đào tiền. Cuối cùng Ngọc Đế vì quá tức giận đã tự mình ra tay, quất Bát Giới 2000 roi, đập nát thân thể của Bát Giới, rồi đẩy linh hồn của hắn xuống hạ giới. Sau khi hạ phàm, linh hồn của chữ Bát Giới nóng lòng muốn tìm được một thần xác mới, nếu như quá giờ sẽ bị tan thành mây khói. Tiếc là xung quanh đó chỉ có một con heo mẹ đang mang thai, nên linh hồn chữ Bát Giới chỉ đành đoạt xá vào heo con. Thứ ba là Hình Thiên. Hình Thiên có thể nói là một trong những người đại náo thiên cung sớm nhất từ thời đại thượng cổ. Hắn cũng có thể xem là một trong những thuộc hạ của Sivu, một vị thần thời thượng cổ. Thiên đế vào lúc này nhờ được sự trợ giúp của Cửu Thiên Huyền Nữ đã giết chết được Sivu. Hình Thiên là chiến thần thời thượng cổ, có tiếng là nghĩa khí. Thế là hắn tức giận xông lên đại náo thiên cung. Hình Thiên có được thánh linh chi thạch, tay cầm thần phủ kiên thích, tranh giành cùng với Ứng Long đánh đến thiên hồn địa ám bất phần thắng bại. Thế là hoàng đế thừa cơ cưỡi rồng từ phía sau đánh lén, chặt đầu của hắn. Thế nhưng Hình Thiên vẫn đứng hiền ngang như cũ không ngã. Hắn hóa rốn làm miệng, lấy hài lúng vú làm mắt, tiếp tục chém giết không ngừng nghỉ. Về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ phải phái Huyền Thiên Ngọc Nữ ban cho Hình Thiên một câu nói. Không có đầu, người sẽ không thể giết chết được thiên đế, thì hắn mới ngã xuống, và sau đó an táng tại Thường Dương Sơn. Thứ tư là Dương Tiễn. Năm xưa Nhị Lang Thần cũng đã từng đại náo thiên cung giành chấn một thời. Truyền thuyết kể rằng Giao Cơ tiên tử chính là em gái của Ngọc Hoàng. Giao Cơ trong một lần xuống trần truy đuổi Tam Thụ Giao và kết đôi với một người phàm tên là Dương Thiên Hự. Anh trai cả là Dương Giao, em gái là Dương Thiền, hay còn gọi là Dương Liên, tức là Tam Thánh Mẫu sau này. Sư phụ của Dương Tiễn chính là Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Dương Tiễn biết 72 phép biến hóa, thông thạo Bát Cửu Huyền Công, khuyết đỉnh có thần mắt, diệu năng của Tuệ Nhãn. Không những là cánh cửa của trí tuệ phân biệt rõ vạn vật, những dối trá của thiên địa, dưới cái nhìn thấu tận tầm can của Tuệ Nhãn đều bị bóc trần. Lại còn thấu được 12 nhân duyên, hiện tượng sinh tử lưu chuyển của bậc A-la-hán vô ngã vô chấp. Có thể ra khỏi sinh tử luân hồi, không bị trói buộc bởi thầm tâm của thế gian. Khi Ngọc Đế quyết định trừng phạt Giao Cơ vì đã vi phạm vào thiên điều, Dương Tiễn đã dẫn theo Mai Sơn huynh đệ Hạo Thiên Khuyển, một tay cầm tàm tiềm lưỡng nhận đào, một tay cầm Sơn Hà xã tắc đồ và khai sơn phủ, trực tiếp xông lên thiên cung bổ ra đào sơn cứu mẹ mình ra. Tiếc là hai mẹ con không thể đoàn viên, Giao Cơ công chúa bị Ngọc Đế phái 10 mặt trời thiêu đốt cho tới chết. Nhị Lang Thần điên cuồng và chính thức đối đầu với Ngọc Đế. Dương Tiễn phóng lên tận cửu trọng thiên, đập tàn Nam Thiên Môn, đuổi giết 10 đại kim ô. Đến khi giết chết được 9 người, vì lão sợ tam giới sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng đêm, nên các vị thần tiên khác đã bất chấp nguy hiểm đứng ra can ngăn, mới giữ được mạng của một vị kim ô cuối cùng. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu mặc dù hận Nhị Lang Thần đến thấu xương, nhưng cũng không thể làm gì được, vì thiên phủ lúc này đã không còn ai có thể là đối thủ của Dương Tiễn. Sau này, Dương Tiễn gặp Tây Hải Tam Công Chúa nhất kiến trung tình, rơi vào bể tình, tìm tới một nơi gọi là Quán Giang Khẩu, tự lập làm vua, sống đời hạnh phúc với Tam Công Chúa Ngao Thốn Tâm. Về sau, khi Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, tất cả thần tướng đều bị đánh bại, chính Ngọc Hoàng Đại Đế đã phải cử người đến Quán Giang Khẩu để mời Nhị Lang Thần đến cứu giá. Người thứ năm chính là Lưu Trầm Hương. Theo truyền thuyết, Lưu Trầm Hương chính là con trai của Tam Thánh Mẫu Dương Thiền và Lưu Ngạn Sương, cũng chính là cháu của Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Trên lý thuyết cũng chính là có chút quan hệ huyết thống với Ngọc Đế, cũng giống như mẹ của mình là Giao Cơ Tam Thánh Mẫu cũng vi phạm vào thiên điều vì đã thành ra lập thất. Vương Mẫu cùng với Ngọc Đế vì chuyện của Nhị Lang năm xưa đã vô cùng tức tối, quyết định phái Thiền Bình Thiền Tướng tiêu diệt gia đình của Lưu Ngạn Sương, bắt lấy Tam Thánh Mẫu về ra mà dưới núi Hoa Sơn. Trong lúc nguy cấp, Dương Thiền đã sử dụng Bảo Liên Đăng để bảo vệ Trầm Hương và Ngạn Sương, chạy thoát khỏi Thiền La Địa Võng. Do mang trong mình một phần huyết thống của thần tộc nên Trầm Hương rất có căn cơ để tu học pháp thuật. Sau này có cơ duyên nên Trầm Hương được Bát Giới nhận làm đệ tử và được đấu chiến thắng Phật Tô Ngộ Không truyền thụ cho thần kỹ, lại thêm sự thúc đẩy âm thầm của Nhị Lang Thần. Nên sau này, Trầm Hương đã tu thành pháp lực cường đại, được Bảo Liên Đăng nhận làm chủ nhân, và lấy được khai sơn phủ của bàn cổ để lại năm xưa. Học theo Tô Ngộ Không, Trầm Hương đã tiếp tục đại náo thiên cung. Trận chiến này đã kéo theo rất nhiều nhân vật, bao gồm cả Ngưu Ma Vương. Na Tra và kể cả là hai cha con của Ngưu Ma Vương đều phản lại thiên đình. Trầm Hương đã dùng khai thiên phủ bộ đội Hoa Sơn để cứu ra Tam Thánh Mẫu Vô Thiên.
mà là Vô Thiên xuất hiện trong tác phẩm Hậu Tây Du Ký. Theo tác phẩm này, đại ma đầu Vô Thiên cũng là người của Tây Phương Giáo, nhưng về sau oán niệm quá lớn, bị phần tà ác trong nội tâm thôn phệ, hóa thành đại thiên ma, đã từng nhiều lần phá hoại Phật tổ tu luyện, nhưng cuối cùng vẫn bị hào quang của Phật pháp tịnh hóa. Như Lai đã đem phong ấn Vô Thiên trong động kim quang, nhưng mà là pháp lực cao cường nên đã tìm cách trốn thoát ra ngoài. Nhưng do đại năng đã hao tổn quá lớn, phải lưu lạc ngoài tam giới và ẩn mình trong đó Hắc Liên âm thầm tu luyện. Lợi dụng khi Khổng Tước Đại Minh Vương nuốt Như Lai vào bụng, Vô Thiên đã bám theo và ẩn mình trong cơ thể của Phật mẫu và chờ đợi suốt 300 năm để nguyên thần hoàn toàn khôi phục lại. Lần đầu tiên xuất hiện trở lại, Vô Thiên đã đến Đại Náo Linh Sơn, đẩy lùi các A-La-Hán và Bát Đại Kim Cang để tiến thẳng vào Đại Hùng Bảo Điện của Lôi Âm Tự. Để tránh khỏi tai kiếp cho nhân gian, Phật Tổ đành phải thuận theo thiên mệnh, để cho Ma La Vô Thiên tiếp quản Linh Sơn 33 năm. Còn mình sẽ chuyển thế vào Linh Đồng ở dưới hạ giới. Còn nhiệm vụ dẫn dắt Linh Đồng trở lại Lôi Âm Tự cứu lấy thế gian sẽ được đặt lên vai của đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Sau khi đại náo và làm chủ Linh Sơn, Vô Thiên lại tiếp tục dẫn thuộc hạ đến công phá thiên đình. Dưới pháp lực cường đại không hề thua kém Phật Tổ, nên Ma La đã nhanh chóng đánh bại được Thiên Cung. Thiên binh thiên tướng đều bị nhốt lại, còn thuộc hạ của Vô Thiên thì lần lượt thay nhau ngồi lên long ỷ của Ngọc Đế. Không dừng lại ở đó, Vô Thiên còn tự mình đến địa phủ khống chế thập điện Diêm La trưởng khống luân hồi để nhằm phá hỏng kế hoạch chuyển thế của Linh Đồng, và từ đó bày ra mọi âm mưu để chống lại Tôn Ngộ Không. Có thể nói Vô Thiên chính là một nhân vật lợi hại nhất, chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã có thể tự mình đại náo ba thế lực mạnh nhất của tam giới là Đại Lôi Âm, Thiên Cung và Địa Phủ. Không những đại náo mà còn có thể dễ dàng đoạt lấy và trường khống. Các bạn vừa theo dõi xong video 6 người từng đại náo Thiên Cung ngoài Tôn Ngộ Không được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu các bạn yêu thích những tựa truyện phân tích về Tây Du Ký thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Đừng quên nhấn nút like và chia sẻ để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.